Trước ngày 19 tháng 11, tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã khép lại với tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm, kết nối toàn diện. Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi hội nghị kết thúc, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc tới Hoàng gia, nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đã tiếp kiến các nhà lãnh đạo APEC và phu nhân, phu quân của họ tại Cung điện Hoàng gia trong tối 18 tháng 11. Thủ tướng Thái Lan khẳng định việc này đã mang lại niềm vui cao nhất tới tất cả các đoàn đại biểu và toàn thể người dân Thái Lan. Nhấn mạnh hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 29 đã kết thúc thành công, Thủ tướng Prayut nói đây là thành công chung của tất cả các nền kinh tế. Hội nghị cũng thảo luận về xây dựng khu vực thương mại tự do, từ đó giúp thúc đẩy tăng trưởng và tương lai khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi có một kế hoạch kéo dài nhiều năm để tiếp tục đàm phán về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương FTAAP, chuẩn bị cho hợp tác thương mại và đầu tư mới sau kỷ nguyên COVID-19. Thủ tướng Prayut thông báo ông đã cùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC thông qua tuyên bố chung các nhà lãnh đạo APEC 2022 phản ánh những nội dung hoạt động của APEC 2022 trong suốt một năm qua với các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học, tuần hoàn, xanh, BCG được coi như một động lực thúc đẩy hướng tới những kết quả thực chất. Các nhà lãnh đạo APEC thống nhất triển khai toàn diện các nội dung theo chủ đề của năm APEC 2022 là rộng mở, kết nối, cân bằng, tập trung vào các mặt, thương mại và đầu tư bền vững, kết nối toàn diện khu vực và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng, cân bằng, bền vững và bao trùm. Tuyên bố chung cũng cho biết APEC sẽ duy trì và tăng cường hơn nữa hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Các lãnh đạo kinh tế APEC nhận thấy rằng cần có những nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết các thách thức như lạm phát gia tăng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và thiên tai. Kết thúc hội nghị, Thái Lan trao lại ghế chủ tịch APEC năm 2022 cho Mỹ. Thủ tướng Thái Lan bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ tiếp tục các sáng kiến của Thái Lan. Khu vực APEC đang ở giữa giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Tất cả chúng ta cần duy trì tình đoàn kết. Tôi tin tưởng rằng sứ mệnh mà Thái Lan đã bắt đầu, đặc biệt là trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững trong khu vực, sẽ thuận lợi dưới sự chủ trì của Mỹ. Tôi chúc các bạn bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch năm 2023 của mình thành công tốt đẹp. Trong tuần lễ cấp cao APEC từ ngày 14 đến 19 tháng 11, Thái Lan đã chào đón các nhà lãnh đạo APEC và phu nhân, phu quân cùng hơn 5.000 khách mời và đội ngũ báo chí truyền thông nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, các nền kinh tế APEC tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp. Mới đây, tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược của Liên bang Nga, Thượng tướng Sergei Karakaev đã khẳng định các cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat đã được thực hiện thành công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết bên cạnh việc thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat thì các vụ phóng tên lửa được tiến hành tại sân thử nghiệm vũ trụ quốc gia Plesetsk đã xác nhận khả năng của hệ thống tên lửa di chuyển trên bộ da. Ngoài ra, việc tích cực tái trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược các hệ thống tên lửa hiện đại tiếp tục được triển khai. Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã thông báo về các cuộc thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat tại cuộc họp mở rộng Hội đồng quân sự lực lượng tên lửa chiến lược được diễn ra tại thủ đô Moscow. Trước đó, Thượng tướng Karakaev cho biết tên lửa Sarmat có thể được trang bị một số đầu đạn siêu vượt âm Avangard. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, theo kết quả của năm huấn luyện 2022, tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga xác nhận binh đoàn tên lửa OMS, binh đoàn tên lửa Yarskaya Orla đạt thành tích cao nhất trong số các binh đoàn trang bị hệ thống tên lửa di động trên bộ. Báo Mỹ lý giải việc Nga vẫn còn nhiều tên lửa quân sự. Thời gian qua, giới chức Anh, Mỹ và Ukraine liên tục nói rằng kho tên lửa của Nga đang cạn dần. Tuy nhiên, tờ báo Mỹ New York Times vừa đưa ra tin ngược lại cùng với các lý giải cho điều đó. Tờ New York Times hôm 18 tháng 11 đưa ra các giải thích cho việc vì sao Nga lại có thể phóng một loạt tên lửa vào Ukraine trong tuần này sau khi chính quyền Kiev, Lầu Năm Góc và tình báo Anh cho rằng kho tên lửa đó đang cạn dần. Tháng 10, Ukraine tuyên bố Nga đã sử dụng hết 70% kho dự trữ tên lửa trước khi nổ ra xung đột Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc không kích vào ngày 10 tháng 10 nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine có khả năng hạn chế khả năng của Nga trong việc tấn công nhiều mục tiêu trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Plesetsk thì cho rằng Nga đang hướng tới Iran và Triều Tiên để bổ sung kho vũ khí của mình. Một khả năng khác dựa trên nhận định của Ukraine là Nga sử dụng các vũ khí phòng không để tấn công các mục tiêu mặt đất. Trends, một hãng của Anh chuyên cung cấp thông tin về quân sự tình báo cho rằng Nga đang thực sự chế tạo thêm tên lửa. Hãng Trends cho biết Nga có thể đang chế tạo số lượng lớn tên lửa Iskander, Kalibr và tên lửa hành trình từ tháng 2 năm 2022. EU có thể đổ bể kế hoạch cấp 18 tỷ euro cho Ukraine. Liên minh châu Âu có nguy cơ đổ bể kế hoạch hỗ trợ Ukraine 18 tỷ euro vào năm tới do vấp phải sự phản đối từ Hungary. Thủ tướng Viktor Orbán phát biểu tại hội nghị ở Budapest hôm 18 tháng 11 rằng ông sẽ không ủng hộ kế hoạch của Liên minh châu Âu viện trợ 18 tỷ euro, khoảng 18,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào năm sau theo hình thức chia nhỏ từng tháng. EU cho biết khoản viện trợ này nhằm giúp Ukraine duy trì hoạt động của các cơ sở chăm sóc sức khỏe, năng lượng cũng như duy trì quỹ lương và quỹ hưu trí. Khoản hỗ trợ sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 1,5 tỷ euro mỗi tháng, có thể bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Ukraine sẽ không phải hoàn số tiền này trong ít nhất một thập kỷ và các nước thành viên EU sẽ trang trải tiền lãi. Sự phản đối từ Hungary có nguy cơ làm đổ bể kế hoạch của EU vì những thay đổi trong ngân sách liên minh cần nhận được sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên. Lãnh đạo Hungary đưa ra đề xuất thay thế rằng 27 nước thành viên EU nên xác định số tiền họ có thể cung cấp cho Ukraine và phân phối khoản tiền cân xứng công bằng. Theo Thủ tướng Orbán, Hungary có thể cung cấp 152 đến 178 triệu đô la Mỹ cho Ukraine dựa theo các điều khoản song phương. Ông cho rằng số tiền như vậy không gây tổn hại lợi ích quốc gia của Hungary. Hungary nhiều lần phản đối các biện pháp trừng phạt Nga của EU và cảnh báo những biện pháp này phá hủy nền kinh tế châu Âu, đẩy EU gần hơn vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng động thái phản đối của Hungary nhằm gây áp lực buộc EU giải ngân quỹ hồi phục kinh tế hậu Covid-19 trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho nước này. Ngoại trưởng Đức Anna Lena Vajbok tuần trước nói rằng khoản viện trợ tài chính của EU nhằm hỗ trợ Ukraine khi mùa đông tới gần. Sự hỗ trợ này từ châu Âu cứu mạng sống người dân từng ngày. Tôi cho rằng mọi người đều nhận thức được và nên nhận thức về điều này trong khoảng thời gian khó khăn, bà Vajbok nói. Hungary là thành viên mềm mỏng với Nga nhất trong EU. Nước này còn nỗ lực vận động để được miễn trừ trong các lệnh trừng phạt của Brussels với Moscow bởi họ phụ thuộc nhiều vào nguồn cung này. Nhiều thành viên APEC phản đối cuộc chiến ở Ukraine. APEC ra tuyên bố chung cho biết phần lớn thành viên lên án cuộc chiến ở Ukraine, song lưu ý có những quan điểm khác nhau về tình hình. Phần lớn các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine và nhấn mạnh rằng chiến sự đang gây đau khổ nghiêm trọng cho người dân, làm trầm trọng thêm những yếu kém hiện có trong nền kinh tế toàn cầu. Theo tuyên bố chung được đưa ra hôm nay tại hội nghị các lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, tuyên bố chung nêu rõ có những quan điểm đánh giá khác nhau về tình hình và các biện pháp trừng phạt. APEC không phải là diễn đàn giải quyết các vấn đề an ninh, tuyên bố chung cho hay. 21 nền kinh tế thành viên APEC đưa ra tuyên bố chung sau 1,5 ngày đàm phán về các vấn đề, trong đó có xung đột Ukraine và những hệ quả kinh tế toàn cầu. Tuyên bố chung cũng cho biết APEC sẽ duy trì và tăng cường hơn nữa hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC nhận thấy rằng cần có những nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết các thách thức như lạm phát gia tăng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và thiên tai. Kết thúc hội nghị, Thái Lan trao lại ghế chủ tịch APEC cho Mỹ. Tuần lễ cấp cao APEC 2022 diễn ra tại Bangkok từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 11. APEC được thành lập năm 1989, là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới. Chủ đề của năm APEC 2022 là rộng mở, kết nối, cân bằng. Nội dung hợp tác APEC tập trung vào 3 ưu tiên gồm thương mại và đầu tư mở với tất cả cơ hội, khôi phục kết nối trên mọi phương diện và thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững, bao trùm trên mọi khía cạnh.